chị, nếu cô chú và anh chị đang đi tìm nhà khu vực gần chợ Bình Chánh, kết nối thuận tiện di chuyển về các quận trung tâm thành phố đâu đó khoảng tầm 20 đến 30 phút thôi, để mình có thể vừa ở căn nhà mà vừa tiện đi làm ở các quận trung tâm, thì hãy cân nhắc căn nhà ngày hôm nay của em Thương ha. Ngày hôm nay trong video mới nhất này, em lại tìm cho cô chú và anh chị được một căn nhà có thiết kế là một trệt, một gác lửng, diện tích là ngang 5, dài 25. Bây giờ mình tổng cộng là 3 không gian phòng ngủ ha quý cô chú và anh chị, 2 nhà vệ sinh nè, 1 căn nhà đầy đủ công năng sử dụng cho gia đình mình có thể ở đông thành viên, từ 4 đến 6 thành viên luôn ha quý cô chú và anh chị. Căn nhà thì vừa mới được hoàn thiện thôi, ngày hôm nay thì em Thương cũng tranh thủ trời vừa mưa xong thì em cũng vào quay cho cô chú và anh chị mình tham khảo luôn ha. Nhà mình thì được xây dựng cao hơn mặt đường rất là nhiều nè. Ở khu vực nhà mình thì có cống thoát nước, có điện đường nè, khu dân cư ở hiện hữu cực kỳ là đông đúc luôn. Về đây không có sợ vắng, sợ buồn, gần chợ, gần trường học, đường ô tô di chuyển đến nơi luôn. Và nhà mình cũng có khoảng sân trước để mình có thể đậu vừa ô tô ha quý cô chú và anh chị. Nhà này mình thì là một căn nhà thuộc hướng Đông Bắc ha. Cô chú và anh chị nào đang quan tâm tìm nhà khu vực gần chợ Bình Chánh, tìm một căn nhà hướng Đông Bắc thì hãy cân nhắc căn nhà ngày hôm nay của em ha. Mẫu nhà của mình thì có thiết kế một khoảng sân trước để mình đậu ô tô nè, lót gạch sạch sẽ ha, có cửa rào bảo vệ cho mình, mặt dựng ốp lát sạch sẽ. Nhìn cái mặt dựng của mình thì nhìn vào là rất là bắt mắt ha quý cô chú và anh chị. Một mẫu nhà, một trệt, một lửng khá là hiện đại và sang trọng luôn. Khoảng không gian phòng khách bên trong căn nhà ngang năm thì rộng rãi để cho cô chú và anh chị mình có thể thiết kế được nhiều nội thất cần sử dụng ha. Những bộ ghế sofa, những kệ tủ tivi. Nền gạch được chọn kích thước 60x60 bóng kiến ha, bóng kiến vân mây. Gạch tường thì được ốp cao lên tới 1m4 từ trên xuống dưới luôn. Về đây mà dọn vệ sinh lau chùi cũng đỡ cực cho cô chú và anh chị mình ha. Có một căn phòng ngủ tiện ích ở dưới tầng trệt dành cho ông bà lớn tuổi, cô chú và anh chị mình đã phải di chuyển lên bên trên cầu thang ha. Căn phòng của mình rất là rộng luôn, có thể để giường, để niệm, để một số nội thất cơ bản để mình tiện việc sử dụng. Và tiếp theo là khoảng không gian phòng bếp ha. Đường ống cấp thoát nước ổ điện cũng được chờ sẵn cho mình lắp máy giặt nè. Khoảng trống để lắp thêm một bộ bàn ăn từ 4 đến 6 ghế. Không gian bếp của mình thì đã có sẵn kệ tủ ở dưới, mặt bếp ốp cho sạch sẽ. Xung quanh thì được ốp kính, thiếu kệ tủ ốp trên thôi. Trần thì cũng được dựng hợp rất là đẹp, trang trí những bóng đèn xung quanh ha. Nhấn nhá một chi tiết đèn chùm ở chính giữa nè. Và một nhà vệ sinh ở bên trong căn nhà để cho mình sử dụng ha quý cô chú và anh chị. Diện tích rộng rãi, trang thiết bị nội thất cơ bản thì cũng được bố trí sẵn cho mình, ốp gạch cao lên tới trên trần. Và có một khoảng không gian sân sau ha, khá rộng rãi. Cô chú và anh chị mình về thì có thể thiết kế để mình làm sân phơi ha. Nhà mình thuộc hướng Đông Bắc, buổi chiều hoặc là buổi sáng cô chú và anh chị mình có thể phơi đồ ở khu vực này nè. Gió rất là mát mẻ ha. Về đây thì mình, nếu mình muốn an toàn hơn thì mình có thể làm thêm một cái khung sắt bảo vệ hoặc là một cái mái che bên trên ha quý cô chú và anh chị. Vậy thì căn nhà ngang 5 và 25 thuộc hướng Đông Bắc này, vị trí chính xác được gọi là xã Long Khê, huyện Cần Đước, tỉnh Long An ha. Từ vị trí này cô chú và anh chị mình di chuyển về chợ Bình Chánh, quốc lộ 1A thì đâu đó khoảng tầm 7 cây số là mình đã ra tới quốc lộ rồi ha. Cô chú và anh chị mình rẽ phải là mình về các quận trung tâm thành phố Bình Tân, Tân Phú, kết nối khoảng tầm 20 phút thôi. Vậy thì căn nhà của mình là một căn nhà vừa mới được hoàn thiện luôn, rất là chỉnh chu. Cô chú và anh chị mình khi sở hữu căn nhà này thì mình chỉ cần dọn đầu và ở ngay thôi ha. Căn nhà này hiện tại gia chủ mong muốn bán với giá là 1.550.000.000, đây là giá thật không phát sinh, còn thương lượng trực tiếp chính chủ. Căn nhà này thì mới hoàn thiện thôi, lúc trước thì có giá là 1.650.000.000, nhưng mà thời gian gần đây do vấn đề công việc cần xoay vốn gấp nên chủ đầu tư bên em Thương chấp nhận lỗ 100.000.000 bán lại cho cô chú và anh chị đúng giá là 1.550.000.000, sổ hồng riêng, đất hậu cư, có hỗ trợ vay ngân hàng và còn thương lượng cho cô chú và anh chị nào thiện chí ha. Và bây giờ thì em sẽ mời cô chú và anh chị mình di chuyển lên khoảng không gian bên trên các lửng ha, để xem công năng sử dụng của căn nhà này. Một cái diện tích ngang 5 và 25 rất là lý tưởng cho gia đình mình có thể ở đông thành viên ha quý cô chú và anh chị. 3 không gian phòng ngủ, một khoảng không gian sảnh thờ nè. Đây là khoảng sảnh thờ ha. Cô chú và anh chị mình về thì có thể bố trí mình thờ ở khu vực này. Và 2 không gian phòng ngủ thì nằm phía sau, có nhà vệ sinh để cho mình sử dụng chung. Căn phòng nào thì cũng rộng rãi ha. Các ổ cắm nè, đường dây điện, đường dây chờ máy lạnh cũng được chờ sẵn, có cửa sổ cho mình hết nè. Phòng nào cũng rất là rộng rãi và thoáng, làm trần rất là cao, không có bị ngợp, bị bí. Và mình có một cái khoảng không gian sân sau giếng trời nữa ha quý cô chú và anh chị. Nhà vệ sinh bên ngoài nè, trang thiết bị nội thất cơ bản thì được bố trí giống như nhà vệ sinh ở bên dưới, ốp gạch cao lên tới trên trần. Vậy thì căn nhà của mình pháp lý là sổ hồng riêng, khu vực nhà mình cũng sử dụng điện nước riêng, điện nước chính thức, xài bao nhiêu thanh toán bấy nhiêu, nước là nước của thị cục, điện là điện của nhà nước ha quý cô chú và anh chị. Một căn nhà vừa mới được hoàn thiện luôn, đúng giá 1.550.000.000, giá thật không phát sinh, sổ hồng riêng, có hỗ trợ vay ngân hàng từ 50 đến 70% giá trị cho cô chú và anh chị nào không đủ tài chính.
Dạ thì những chi tiết, những thông tin của căn nhà thì em thường đã chia sẻ rồi. Cô chú và anh chị mình có gì thắc mắc hay những thông tin nào nãy giờ em chia sẻ chưa được rõ ràng thì hãy tranh thủ nhấc máy và gọi liền cho em theo số điện thoại là 0935 383 449 để mình xuống xem nhà trực tiếp. Rồi sau đó thì mình gặp trực tiếp chính chủ, mình thương lượng mà lại một cái mức giá tốt hơn không với cô chú và anh chị. Cuối cùng thì em xin chúc cho tất cả cô chú và anh chị mình sẽ sớm tìm được căn nhà ưng ý và phù hợp. Hẹn gặp lại tất cả cô chú và anh chị trên video tiếp theo.